điền các đại lượng và tính chất dưới đây vào bên trong các mũi tên, đúng chưa? Vào bên trong các mũi tên theo chiều tăng dần để thấy xu hướng biến đổi của các đại lượng và tính chất đó. Ok, tôi sẽ phát thảo cơ bản về cái mũi tên ha, rồi sau đó các bạn sẽ điền vào. Đây là chiều mũi tên các kiểu. Tất nhiên là thầy chỉ vẽ mà tính chất tượng trưng thôi nghe mấy đứa. Trong tài liệu của thầy thì có cái câu hỏi này rồi, thì các bạn có thể xem lại. Đấy, tôi mang tính chất tham khảo thôi. Thầy nhắc lại nha, ở đây nó bảo là theo chiều tăng dần vào bên trong các mũi tên theo chiều tăng dần, tức là mũi tên đi tới đâu thì chiều tăng dần sẽ hướng theo đó, đúng không ạ? Ví dụ là cái này nè, là từ trên xuống dưới này không, thì chiều tăng dần là như cái gì nó tăng dần thì mình điền thông tin vào thôi. Ví dụ như đối với cái chiều tăng dần mà các bạn thấy đang trong cái khung này trước ha, thì chúng ta nhìn thấy là gì, đi từ trên xuống dưới đúng không ạ? Thì rõ ràng là bán kính tăng dần có hai dấu chấm hỏi, thì đây có một cái dấu chấm hỏi. Bây giờ thôi thầy ghi dấu chấm hỏi luôn, họ ghi dấu hỏi mình viết đỏ đi, thì mỗi lần làm xong thầy sẽ bỏ đi cái dấu chấm hỏi đó. Ở đây có hai dấu chấm hỏi nè, ở đây có hai dấu chấm hỏi nè, thì đúng yêu cầu của đề đúng không? Đây có hai dấu chấm hỏi nè, và dưới này là có một dấu chấm hỏi thôi, thằng này thì có một dấu chấm hỏi thôi, thì thầy viết tới đâu thì thầy sẽ bồi tới đó ha. Đầu tiên dấu chấm hỏi này trước, thì ở đây nó ghi là gì, bán kính rõ ràng đi từ trên xuống dưới thì bán kính tăng dần, thì ở đây các bạn ghi là bán kính đúng không ạ? Bán kính sẽ tăng dần khi đi từ trên xuống dưới, tức là bán kính nè. Rồi thì theo chiều tăng dần nó luôn, thì khi bán kính tăng ấy thì một cách nền tảng thì tính kim loại cũng tăng dần luôn, thì khoảng cách giữa hạt nhân và cái electron lúc ngoài cùng nó xa nhau, thì lúc này cái nguyên tử nó càng lúc càng dễ bị tách rời cái electron đó, do đó đặc trưng về tính kim loại. Do đó đây các bạn ghi dấu chấm hỏi đó là tiếp tục luôn, là tính kim loại cũng tăng dần luôn, tức là bán kính mà tính kim loại đúng không ạ? Tính kim loại. Rồi đối với cái mũi tên này, đối với mũi tên này thấy không, thì mũi tên dấu chấm hỏi đó, mũi tên đó thì các bạn có để ý không, nó hơi lạ tí xíu là cái này đang đi theo chiều từ dưới lên trên, đúng mà, từ dưới lên trên. Khi mà đi từ dưới lên trên ấy thì nguyên tắc là độ âm điện sẽ tăng dần, đúng mà, khi đi từ dưới lên trên thì độ âm điện tăng dần. Nếu bạn ghi chỗ này là độ âm điện thì ghi tắt nha, độ âm điện sẽ tăng dần, độ âm điện sẽ tăng dần khi đi từ dưới lên trên, đúng mà. Và khi độ âm điện tăng dần thì đặc trưng cơ bản của độ âm điện, thằng có đặc trưng cơ bản độ âm điện tính là tính phi kim, tính phi kim cũng tăng dần theo luôn, đúng mà. Độ âm điện và tính phi kim là đâu đó tỷ lệ thuận với nhau, tức là khi một thằng có giá trị độ âm điện lớn thì về mặt đơn chất tính phi kim của nó cũng sẽ rất là mạnh. Đơn cử như thằng, ví dụ kinh điển tôi hay nói đố mà, đó là F fluorine là thằng có giá trị độ âm điện là 3,98, là gần như maximum, đạt ngưỡng gần bằng 4 luôn, đúng mà, thì giá trị độ âm điện nó rất là to. Rồi ok, các bạn ghi nhớ là độ âm điện phi tính phi kim, và đâu đó tính phi kim ở đây chính là đi từ dưới lên trên nha, thì cái này tính phi kim này chính là đặc trưng ở tính acid luôn, tính acid của hợp chất tương ứng luôn. Tính acid của oxide hoặc là hai oxide gì đó, tính acid. Và đấy thì quên ghi ha, chỗ này tính kim loại thì có thằng bay chẳng hạn. Trong tài liệu của chúng ta có ghi câu hỏi là tính acid bay của các oxide và hai oxide, đúng không ạ? Rồi ok, đi dưới lên trên. Rồi đi từ trái qua phải, tới này đúng không? Khi chúng ta đi từ trái qua phải này chưa? Đi từ trái qua phải. Thì khi đi từ trái qua phải thì lúc này ở đây cũng là độ âm điện và tính phi kim luôn. Thì các bạn ghi ha, độ âm điện. Ghi lại thôi. Đi từ trái qua phải thì tính độ âm điện tăng dần, tính phi kim cũng tăng dần luôn. Như này là tính phi kim hay là đồng nghĩa với tính acid của oxide hoặc là oxide tương ứng đấy. Đấy, một cách nền tảng là như vậy. Còn dấu chấm hỏi cuối cùng còn lại, thật ra dưới này đáng lẽ phải là hai dấu chấm hỏi mới đúng. Nhưng mà thôi, cái này là đi ngược lại các bạn. Thật ra thì câu hỏi nó không có hỏi ngược lại đâu. Này là đi từ phải sang trái. Các bạn nghe cho kỹ nha, đi từ phải sang trái nha. Đi từ phải sang trái thì tính kim loại sẽ tăng dần, và bán kính cũng tăng dần luôn, đồng thời tính kim loại hay là tính bay tương ứng tăng dần. Rồi tính kim loại và tính bay tăng dần, đó là đi từ phải sang trái ha. Thầy nhắc lại nha, hai cái chỗ này nè, đi từ dưới lên trên và đi từ phải sang trái á, thường trắc nghiệm nó sẽ không có hỏi, tự luận cũng vậy, tại vì tự luận cũng không có hỏi luôn, thường người ta chỉ là đơn giản là đi từ trên xuống dưới hoặc là đi từ trái sang phải thôi, chứ người ta không có hỏi ngược lại kiểu như hai cái vòng tròn đen mà thầy có tô được ha. Thì các bạn lưu ý chỗ này giùm ha, thì câu hỏi này nó hơi dễ bị loạn tí xíu, chứ ra nó rất là dễ, đúng không ạ? Rồi vậy thôi, các bạn có gì không gõ cái bình luận bên dưới ha.